Thời tiết ngày 26 tháng 5, mưa dông xu hướng tăng lên ở Bắc Bộ, có nơi mưa rất to. Dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên. Vùng núi và Trung Du khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên. Từ chiều tối và đêm ngày hôm nay 26 tháng 5 đến hết đêm 27 tháng 5, Bắc Bộ mưa rào và dông, khu vực vùng núi và Trung Du khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến khoảng 40-80mm một đợt, có nơi trên 120mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra, chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 20-30mm, mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50. Mưa dông tập trung lúc chiều và tối ở hai khu vực này có thể kéo dài đến khoảng 30 tháng 5. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, gió nhẹ, cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27, cao nhất 31-34. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.